chết nha mày. À, thoát rồi, chạy lẹ mày ơi, nó đuổi tới bây giờ. Không kịp đâu mày ơi, vậy xỉu đi mày. À. Ủa, mới hửi cái ngụm của tỏ rồi trời. Thấy con chó cắn chết con vịt, chạy ra đuổi thì hỡi ơi. Chứng kiến được màn tấu hài cực thú vị của đàn vịt cùng với chú chó của mình, người chủ không thể nào không quay lại để chia sẻ những khoảnh khắc này cho mọi người cùng thưởng thức tài nghệ diễn xuất xuất chúng của bọn chúng. Và có thể thấy anh cún này chỉ giỡn chơi nên mới cắn nhẹ, không hại đến tính mạng của lũ vịt. Còn lũ vịt thì quen với việc bị bắt và trả lại như thế này nên không còn kháng cự. Vì thế cả hai bên đã tấu hài cực mạnh để cho chúng ta thấy đây. Xin lỗi, chị là diễn viên hạng A chứ không phải dạng vừa đâu. Có mấy bà nói chưa đụng đã xỉu, tại bà vịt bệnh tim nên xỉu trước chứ bộ. Vịt, tao phải diễn thế này bao nhiêu lần nữa đây? Khả năng tụi nó thường xuyên bị bắt nạt nên thành quen rồi đấy. Chỉ là diễn viên quần chúng nhưng lại diễn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Và đó là một số bình luận hài hước của khán giả sau khi xem xong đoạn video thú vị này. Còn bạn, hãy để lại bình luận của bạn bên dưới nha.